Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm máy xe có tâm nha anh chị. Đó, hôm nay em vừa mới rửa cho em Fortuner máy xăng này xong. Rồi mấy anh em vừa mới đánh bát xong nè anh chị. Nè, cái này là cái bụi bát nha. Rồi tính đem qua rửa. Rửa cho nó sạch bụi thì trời mưa anh chị. Đó, trời đang mưa. Đó, thì hôm nay em sẽ quay lại một cái clip chỉnh chu nha. Rồi chi tiết cho anh chị xem. Đó thì sẵn là em cũng nói luôn là cái quy trình mà khi mà tụi em đem xe về tụi em nhập kho á. Đó thì tụi em dọn dẹp vệ sinh xì ba hết. Đó rồi xong rồi đánh bát. Đánh bát là một lần nha anh chị nha. Rồi để tụi em trưng bày. Đó sau khi mà tụi em nếu mà có anh chị nào thiện chí lấy á, rồi cọc em nó xong á thì em sẽ đánh bát một lần nữa trước khi giao xe cho anh chị nha. Đó đó là cái quy trình mà bên tụi em khi mà xe lưu kho hoặc là xe giao đến tay khách hàng. Dạ rồi. Đây là cái em Fortuner mà máy xăng một cầu mà hôm bữa em Tâm mà vừa mới lấy từ nhà khách về làm Tâm quay cho anh chị xem chất xe mộc á. Đó thì hôm nay em đã dọn dẹp vệ sinh xì ba rồi nha. Em là quay cho anh chị một cái clip lung linh luôn. Em này là Fortuner máy xăng một cầu anh chị, đời 2017, một chủ sử dụng từ đầu, mới lăn bánh có 36.000 cây thôi. Chất xe rất là lướt nha. Màu em đó là màu nâu đen. Ánh sáng ở ngoài chiếu vô nè, mình nhìn cái phần đầu của em đó là màu nâu, nâu đỏ nha anh chị nha. Nhưng mà anh chị nhìn cái phần đuôi à. Phần đuôi thì em để trong nhà thì mình nhìn nó ra một cái màu đen. Với lại em quay qua clip á thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ ra được cái màu đen là chủ yếu anh chị. Nhưng mà em này là màu nâu nha. 2017 anh chị mà đi có 36.000 cây à. Một chủ sử dụng. Xe này là khách hàng cũ của em Tâm luôn nha. 40 lớp là zin theo xe nè. Đó, hàng vỏ là tầng thứ 27 của năm 17 nè anh chị, gai gió nè. Về cui à, thoải mái cho mình đi luôn. Xe thì cũng có dặm tốt một vài chỗ rồi nha. Chiếc này thì không có sơn zin 100% đâu anh chị, nhưng mà cái chất xe còn rất là cứng và máy móc chạy là im ru luôn. Và đồ anh chủ anh lắp á, thì bữa anh Tâm có nói là lắp toàn đồ hãng không anh chị. Đó, 36.000 cây à, chất xe rất là đẹp luôn. Nếu mà anh chị nào mà đang thích mua một em 7 chỗ chạy gia đình. Em này chỉ chạy gia đình thôi nha anh chị, chứ còn máy xăng 2.7 của em Fortuner này là thì mình chạy kinh doanh không nổi đâu. Đó thì thích một cái em 7 chỗ chạy gia đình nè. Đó rồi máy móc vận hành thì êm ái nè. Cảm giác lái mượt mà nè anh chị. Và không có bị hôi khi mà mình đậu trong nhà mình đài máy sẵn á. Thì lấy em máy Fortuner máy xăng này nha. Độ bền của mấy em Toyota này không phải nói rồi. Dàn lạnh này cực kỳ nhanh và sâu luôn anh chị. Đầu DVD Pioneer nè. Cân bằng điện tử nè. Điều hòa tự động nè, hai chế độ lái nè, ghế da nè anh chị, ghế da zin của hãng nè. Xe này là nhập Indo nha, sản xuất là 2017, một trong những lô đầu tiên mà Fortuner họ chuyển về form mới á, form này nè. Đây là một trong những lô đầu tiên nè anh chị, 36.000. Chất xe rất là keng luôn anh chị, tại vì anh chủ anh nói anh lấy về là anh ít chạy lắm, không có đi tỉnh luôn á, hầu như là không đi tỉnh luôn anh chị, chỉ có đi uống cà phê, đi lanh quanh với bạn bè trong phố thôi. Biển Sài Gòn. Saku engine luôn nè. Đó, gầm xe nè anh chị. Gầm xe hôm bữa em quay là gầm xe mộc nha. Còn bây giờ là em đã dọn dẹp hết rồi nè. Đâu khác gì một chiếc xe mới đâu anh chị. Một cái chất xe 7 năm rồi anh chị. Nội đất còn rất là căng luôn nha anh chị nha. Đó. Lót sàn simili nè. Rồi ốc cốp nè. Nói chung thì anh chị mua em này thì không phải lăn tăn gì đâu. Ngày xưa mà lấy mới khoảng 1.4 tỷ. Bây giờ em Tâm bán loanh quanh còn có 7 đồng à. Xe thì em bao cho mình chết hãng toàn quốc nha. Hoặc là dắt bên thứ ba lên kiểm định giúp em Tâm nha. Dạ rồi anh chị, Fortuner máy xăng một cầu màu nâu. Đời 2017 đi 36.000 cây nha. Biển Sài Gòn. Hiện tại em Tâm đang bán em này là 730 triệu nha. Em vẫn còn thương lượng cho mình thiện chí lên em coi xe luôn. Anh chị quan tâm xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên. Em Tâm mới gửi ảnh chi tiết với là xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.